Lúc nãy mình đã select xong rồi, mình đã thấy được dữ liệu rồi. Ví dụ select sound from phòng ban, select tên dự án, ngày bắt đầu, ngày kết thúc from dự án. Mình đã làm xong lúc nãy. Bây giờ nó có xuất hiện thêm một cái từ này nữa. Từ này có nghĩa là gì? À, thay đổi, giỏi. Như vậy nó giống như là lựa chọn column 1 sẽ được gọi là cái kiểu nó như vậy đó. Đổi cái tiêu đề đi. Tại vì khi các bạn đưa ra report, nếu như mà các bạn để là MA gạch dưới, có nhiều khi là người ta không đọc được cái này là cái gì. Không đọc được, không hiểu được cái chỗ này. Cho nên ở trên này chúng ta có thể thêm vô. Nếu như bạn chọn mã dự án thì bạn sẽ đổi lại giúp cho thầy ở chỗ này. Mã này như chưa có tiếng Việt không ta? Dự án. Đổi lại thành mã dự án. Rồi, phải mình sẽ có là tên. Tên dự án. Mã dự án. Mã dự án mình đổi lại, chạy cái này coi. Đây, nó trở thành là mã dự án. Để tí nữa bỏ tiếng Việt vô, mình gõ tiếng Việt luôn. Rồi, tí nữa bỏ tiếng Việt vô để gõ tiếng Việt. Như vậy mình đã có được mã dự án đổi lại theo cái dạng này. Và tương tự như vậy, nếu mà mình phẩy thì nó thêm một cái trường mới. Và mình cũng tương tự như vậy. Thì chỗ này chúng ta có thể phẩy thêm một cái trường. Ví dụ như mình để là tên dự án. Gì nữa nào? Mã dự án mình chạy lại phía trên mình coi nó ra cái gì để mình biết được. Mã dự án, mã nhân viên. À không có tên. Mã dự án, mã nhân viên, ngày tham gia. Ví dụ như chỗ này mình để là ngày tham gia, at, nháy đơn, ngày tham gia dự án. Ví dụ như thế. Chỗ này mình bỏ cái trùng đi nha. Bởi vì mình để trùng hay không trùng gì, nếu mà mình thêm ngày tham gia thì nó sẽ ra, cũng ra hết à. Đây, dự án, ngày tham gia dự án. Bởi vì hình như là nó có ngày trùng. Bỏ này coi. Đây, ngày trùng nè. 111. Cho nên là ba cái này trùng. Hay quá. Dữ liệu này rất là hay. Vô tình các bạn thấy là nếu như bộ dự án của chúng ta trùng nhau, vừa mã vừa ngày bắt đầu, thì coi như là trùng. Còn nếu mà nó có một cái ngày kết thúc đi, thay đổi lại chỗ này không phải là ngày tham gia mà là ngày kết thúc, thì chỗ này thay đổi lại là ngày kết thúc dự án. Ngày kết thúc dự án. À cũng trùng luôn. Như vậy tí nữa là mình để cái distinct là nó cũng lò bỏ luôn. Rồi như vậy là chúng ta đã thay đổi được với cái ngày ở đây, với cái chữ bên này là chúng ta đã thay đổi được xong. Thay đổi select cat họ tên. Tên cat này là gì các bạn? Con cat. Con mèo. Ok, nối các chuỗi lại với nhau. Nối các chuỗi lại với nhau. Như vậy chúng ta đã sử dụng